Cảm ơn quý vị khán thính giả với giữ làn sóng của Đài Sài Gòn TV. Và sau đây là phần tin Á Châu. Người vợ Việt thắng kiện ở Nam Hàn sau khi chồng mất. Sau khi người chồng Nam Hàn thiệt mạng ở một công trường xây dựng tháng 9 năm 2019, người vợ Việt Nam là Nguyên Đơn đã yêu cầu Hiệp hội Tương trợ Công nhân xây dựng Nam Hàn, một tổ chức công cộng phụ trách phúc lợi lao động nằm dưới sự kiểm soát của Bộ Lao động Nam Hàn, trả khoản khấu trừ lương hưu của chồng mình. Hiệp hội trên trả lời rằng nguyên đơn không được hưởng khoản khấu trừ lương hưu của chồng do có quốc tịch nước ngoài và sinh sống tại nước ngoài, theo quy định của Đạo luật Công nhân xây dựng của Nam Hàn. Người phụ nữ sau đó khởi kiện hiệp hội nhưng bị tòa án bác bỏ. Sau đó, bà này quyết định đưa vụ việc lên Tòa án Hiến pháp Nam Hàn, Korea Hero cho biết. Tòa án Hiến pháp Nam Hàn ngày 27 tháng 3 tuyên bố quy định trên là vi hiến. Phán quyết của tòa án đã nhận được sự đồng thuận của tất cả thẩm phán. Theo họ, điều luật đã đi ngược lại nguyên tắc của hiến pháp về sự bình đẳng. Trong khi đó, điều luật trên cũng đã bị xóa bỏ trong phiên bản mới nhất của Đạo luật Công nhân xây dựng Nam Hàn tháng 11 năm 2019, chỉ hai tháng sau khi chồng của Nguyên Đơn kể trên qua đời. Ông Lý Hiện Long tới thăm Trung Quốc về những thay đổi lớn trong hệ thống của toàn cầu. Nhật báo South China Morning Post đưa tin, ông Lý Hiện Long đã tới thành phố Quảng Châu ở miền nam của Trung Quốc vào buổi chiều 27 tháng 3, bắt đầu chuyến công du kéo dài 6 ngày của ông tại Trung Quốc. Chuyến viếng thăm của nhà lãnh đạo Singapore này diễn ra trong lúc các quốc gia trên thế giới lưỡng lự trong việc lựa chọn phe phái trong cuộc cạnh tranh ngày càng rõ nét giữa hai siêu cường đó là Hoa Kỳ và Trung Quốc. Theo thông báo của văn phòng thủ tướng Singapore thì ông Lý Hiển Long sẽ tới thăm thành phố Quảng Châu thuộc tỉnh Quảng Đông, thành phố Bắc Ngao thuộc tỉnh Hải Nam và thủ đô Bắc Kinh. Tại Hải Nam, ông sẽ tham dự phiên khai mạc và có bài phát biểu tại hội nghị thường niên của Diễn đàn châu Á Bắc Ngao. Tại thủ đô Bắc Kinh, ông Lý Hiển Long sẽ có cuộc gặp gỡ với Chủ tịch Trung Quốc là ông Tập Cận Bình cùng với các giới chức cao cấp nhất của chính phủ và Quốc hội Trung Quốc. Tin tức về chuyến viếng thăm này thì phát ngôn viên của Mao Ninh của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh và Singapore là những hàng xóm thân thiện với nhau và hy vọng sẽ giữ vững mối quan hệ song phương nhân dịp này. Trả lời cuộc phỏng vấn trước chuyên viên thăm nói trên, ông Lý Hiện Long nói rằng sự trỗi dậy của Trung Quốc là một sự thay đổi rất lớn đối với hệ thống toàn cầu và các quốc gia phải chấp nhận rằng Trung Quốc giờ đây đã đóng một vai trò lớn hơn trên thị trên trường quốc tế. Ông Lý Hiện Long mô tả mối quan hệ giữa Trung Quốc và Singapore rất tốt. Ngoài ra, ông cũng hy vọng rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục phát triển mối quan hệ tốt đẹp này, cùng có lợi với phần còn lại của thế giới, đặc biệt là với khu vực châu Á. Bộ trưởng Quốc phòng Israel bị cách chức hàng vạn người xuống đường biểu tình. Hàng chục ngàn người Israel xuống đường biểu tình sau khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant do phản đối kế hoạch cải cách tư pháp. Quyết định trên được Thủ tướng Netanyahu đưa ra ngày 27 tháng 3 chưa đầy một ngày sau khi ông Kalan kêu gọi tạm dừng kế hoạch cải cách tư pháp gây tranh cãi cho đến sau kỳ nghỉ vào tháng tới, với lý do kế hoạch này gây ra sự bất mãn và tình trạng hỗn loạn trong quân đội. Việc sa thải Bộ trưởng Quốc phòng của ông Netanyahu như đổ thêm dầu vào làn sóng biểu tình vốn đã bùng nổ và lan rộng khắp Israel. Hàng chục ngàn người trang xuống đường biểu tình vào tối hôm 26 tháng 3, chặn đường huyết mạch chính của Tel Aviv, biến đường cao tốc Ajalon thành một biển cờ Israel xanh trắng và đốt một đống lửa lớn giữa đường. Các cuộc biểu tình đã diễn ra ở Beersheba, Haifa và Jerusalem, nơi hàng ngàn người tụ tập bên ngoài tư dinh của ông Netanyahu. Cảnh sát đã xô sát với người biểu tình và phun vòi rồng vào đám đông. Sau đó, hàng ngàn người đã tuần hành từ dinh thự đến Knesset, quốc hội của Israel. Hành động cách chức Bộ trưởng Quốc phòng cho thấy Thủ tướng Netanyahu quyết tâm tiến hành kế hoạch cải cách tư pháp bất chấp phản đối dữ dội của người dân, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và lo ngại của các đồng minh. Tuy nhiên, trước tình hình căng thẳng gia tăng, các bộ trưởng khác của Đảng Likud cầm quyền bắt đầu tỏ ý sẵn sàng dừng lại. Bộ trưởng Văn hóa Mickey Zohar thân tín của Thủ tướng cho hay, Đảng Likud sẽ ủng hộ ông Netanyahu nếu quyết định tạm dừng kế hoạch cải cách tư pháp. Trong một tuyên bố ngày 27 tháng 3, Tổng thống Israel Isaac Herzog kêu gọi Thủ tướng Netanyahu ngay lập tức ngừng cải cách tư pháp để chấm dứt biểu tình. Cộng sản Trung Quốc bắt giữ một người Nhật với cáo buộc là người này làm gián điệp. Phát ngôn viên chính phủ của Nhật Bản là ông Hirokazu Masuno vào hôm 27 tháng 3 cho hay, Đại sứ quán của Nhật Bản tại Bắc Kinh đã được thông báo là có một người đàn ông Nhật Bản ngoài 50 tuổi bị bắt giữ tại thủ đô Bắc Kinh vì đã vi phạm luật pháp của Trung Quốc ông Masumo không cung cấp thông tin chi tiết như là danh đánh hay là thời điểm mà công dân Nhật Bản nói trên bị bắt giữ. Ông cho biết ngay khi nhận được tin này, chính phủ Nhật Bản đã kêu gọi Trung Quốc hãy ngay lập tức trả tự do cho công dân Nhật Bản nói trên, đồng thời nói thêm rằng chính phủ Tokyo đang tìm cách gặp gỡ lãnh sự với người này. Phát ngôn viên của hãng dược đa quốc gia có trụ sở tại Nhật Bản có tên là Ateslas Pharma xác nhận người bị bắt giữ là nhân viên của công ty này và họ chưa đưa ra danh tính cũng như chưa đưa ra lý do vì sao mà nhân viên này bị bắt giữ. Phóng viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc là bà Maoning cùng ngày xác nhận rằng Trung Quốc đang bắt giữ một công dân của Nhật Bản vì nghi ngờ người này đã tham gia các hoạt động gián điệp, vi phạm luật hình sự và luật chống gián điệp của Trung Quốc đã có ít nhất 16 công dân Nhật Bản đã bị Trung Quốc bắt giữ vì tình nghi tham gia các hoạt động gián điệp kể từ năm 2015. Hồi tháng 10 năm 2019, thì Trung Quốc cũng đã bắt giữ một giáo sư Nhật Bản với mối nghi ngờ là người này làm gián điệp. Và ông đã được trả tự do quay về Nhật Bản vào một tháng sau đó. Giới trẻ Úc cầu cứu chính phủ cấm thuốc lá điện tử. Thanh thiếu niên Australia kêu gọi chính phủ nhanh chóng đưa ra chính sách hạn chế thiết bị thuốc lá điện tử với lo ngại nhiều người dùng vị thành niên nghiện nicotine. Mới đây, bà Helen Connolly, ủy viên phụ trách về trẻ em và thanh thiếu niên South Australia, đã đệ trình lên cơ quan quản lý dược phẩm những lời cầu cứu từ 950 thanh thiếu niên độ tuổi từ 13 đến 19 qua cuộc khảo sát về tình trạng thuốc lá điện tử, theo The Guardian. Trong tâm thư, một cô gái 16 tuổi cho biết, Chúng tôi chỉ cần tới quầy hàng và có thể mua chiếc vape giá rẻ mà không hề bị hỏi tới tuổi tác, một cô gái khác 17 tuổi chia sẻ. Một số người không làm điều đó để trông ngầu mà chúng tôi đang thực sự đấu tranh với cơn nghiện hoặc đang sử dụng như thuốc giảm căng thẳng. Thực sự cần có hạn chế để giới trẻ không dễ tiếp cận với vape và cơn nghiện sẽ chấm dứt. Theo bà Connolly qua khảo sát về tâm lý giới trẻ, các sản phẩm thuốc lá điện tử chứa và không chứa nicotine nên bị cấm nhập cản những loại thuốc lá điện tử này nên được kiểm tra, dán nhãn đúng cách và được chứng nhận. Bên cạnh đó, thuốc lá điện tử chỉ nên được đóng gói trong bao bì đơn giản, kém bắt mắt và tất cả các hương vị ngoại trừ thuốc lá và chất tạo màu nên bị cấm. Bộ trưởng Y tế Australia Mark Butler cho hay gần 4.000 đệ trình cho cuộc điều tra cải cách thiết bị thuốc lá điện tử đã được Bộ Y tế Australia công bố hôm 23 tháng 3. Theo Alexia Brooks, Chủ tịch Ủy ban các vấn đề về thuốc lá của Hội đồng ung thư Úc, Cách duy nhất để chính phủ liên bang ngăn chặn cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng leo thang là tăng cường kiểm soát đối với việc nhập cản tất cả sản phẩm thuốc lá điện tử. Cộng sản Bắc Hàn lại bắn hai trái hỏa tiễn đạn đạo. Bắc Hàn lại vừa bắn hai trái hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn vào vùng biển phía đông của quốc gia này, giữa lúc nhóm tác chiến của hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ tới vùng biển lân cận để tập trận quân sự với quân đội Nam Hàn. Tham mưu trưởng Liên quân Nam Hàn cho hay, hai trái hỏa tiễn nói trên được bắn đi từ một khu vực phía tây nam của thủ đô Bình Nhưỡng vào sáng 27 tháng 3 và di chuyển khoảng 370 cây số trước khi rơi xuống biển. Quân đội Nhật Bản cho biết rằng các trái hỏa tiễn này bay theo quỹ đạo bất thường và đạt độ cao tối đa là 50 cây số trước khi bị rơi bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Vụ phóng hỏa tiễn này diễn ra chỉ một ngày trước khi hòa hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ là USS Nimitz và nhóm hộ tống đã đến hải cảng Busan của Nam Hàn. Bộ Quốc phòng Nam Hàn cho hay nhóm tàu nói trên sẽ tham gia cuộc tập trận với các tàu chiến của Nam Hàn vào ngày 27 tháng 3 tại vùng biển quốc tế gần với đảo Jeju của Nam Hàn trước khi tới Busan chỉ vài ngày trước đây, hãng thông tấn chính phủ cộng sản Bắc Hàn KCNA xác nhận là Bắc Hàn đã thử nghiệm một hệ thống tàu ngầm không người lái có thể gây ra sóng thần phóng xạ dưới chỉ thị của uh, chủ tịch Kim Jong-un của Bắc Hàn. Sau hơn 70 vụ phóng hỏa tiễn trong năm 2020, cộng sản Bắc Hàn đã gia tăng các hoạt động quân sự vào đầu năm nay và đã phóng khoảng 20 trái hỏa tiễn trong 10 lần khác nhau ông Joe Choisue là giới chức cao cấp thuộc Bộ ngoại giao Bắc Hàn cho hay Bắc Hàn sẽ xem những cố gắng buộc Bắc Hàn từ bỏ vũ khí nguyên tử là một lời tuyên chiến của Nam Hàn cũng như các quốc gia phương Tây. Nhật Bản cân nhắc bỏ thẻ tên trên đồng phục để bảo vệ danh tính học sinh. Để bảo vệ danh tính học sinh, ngày càng có nhiều trường học ở Nhật chỉ yêu cầu học sinh đeo bản tên tháo rời trong trường học và để lại chúng tại khu vực quy định trước khi rời khỏi trường. Ngoài ra, cũng có trường học bãi bỏ hoàn toàn việc đeo bản tên. The Mainichi dẫn tuyên bố của Bộ Giáo dục Nhật Bản quy định về thẻ tên may hoặc theo trên đồng phục học sinh là tùy vào mỗi trường học chính quyền địa phương và hội đồng giáo dục không can thiệp. Nhiều trường học trên khắp Nhật Bản đang có những hành động tương tự vì một loạt vụ việc liên quan đến quấy rối trẻ em. Cảnh sát đã yêu cầu các hội đồng giáo dục và trường học tỉnh này xem xét lại quy định về bản tên và họ tên theo có thể để lộ danh tính học sinh trên đường đến trường. Một giới chức của công ty sản xuất đồng phục học sinh Takimoto Company có trụ sở tại Higashi Osaka cho hay số lượng trường học yêu cầu theo tên học sinh lên đồng phục đang giảm dần. Và đó là những bản tin Á Châu. Chúng tôi sẽ trở lại cùng phần tin Việt Nam sau một số thông tin thương mại xin mời quý vị vẫn tiếp tục theo dõi